Xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc. Năm 2022 hứa hẹn sẽ là năm bùng nổ và kỳ quặc của thế giới công nghệ. Thực tế ra là công nghệ năm nào nó cũng bùng nổ rồi, nhưng mà trong năm tới 2022 thì mình nghĩ rằng là bên cạnh cái sự bùng nổ ấy, nó còn đi kèm với cả những sự kỳ quặc nữa. Sẽ còn có rất là nhiều những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được trước đây sẽ xảy ra trong năm tới. Ví dụ như là ở trong Metaverse sẽ có những người mà sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la để mua những vật phẩm có giá trị ảo, hay là xe điện bùng nổ và còn có rất nhiều những thứ khác nữa. Và hôm nay thì nhân dịp những ngày cuối cùng của năm cũ, mình muốn dành một video để mà chia sẻ với các anh em những xu hướng công nghệ sẽ xảy ra trong năm 2022. Thứ nhất là để chúng ta update thêm thông tin, và thứ hai là để chúng ta có thêm một cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn trong tương lai. Và đây cũng sẽ là những công nghệ mà anh em ThinkView sẽ theo đuổi trong năm mới. Anh em có thể theo dõi ở trên kênh YouTube ThinkView, website thinkview.vn hay là trên fanpage ThinkView nhé. Đầu tiên, Smart Home. Mình là một fan của nhà thông minh và thực tế rằng là ở nhà mình cũng xếp loạn hết cả lên rồi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là Smart Home bây giờ ấy, nó còn có một điểm bất cập cần phải giải quyết ngay. Đó chính là sự tương thích giữa những ứng dụng. Thực tế rằng là ở nhà mình cài có vài cái cảm biến, nhưng mà mình phải tải cả tá ứng dụng như là Google Home, Apple HomeKit, Aquara Home, rồi Mi Home vân vân vân. Rõ ràng là cái món Smart Home này mỗi ông lại thích chơi một kiểu, làm người dùng chúng ta rất là khó chịu và rối như bòng bong. Tuy nhiên thì trong năm 2022 này, các ông lớn trong ngành công nghệ ví dụ như là Apple, Samsung, Google và Amazon đang lần lượt cải tiến và biến Smart Home trở nên thiết thực hơn. Họ dự định sẽ cho ra mắt và cập nhật Smart Home tương thích với cả một chuẩn có tên gọi là Matter. Đây là một tiêu chuẩn mới cho phép những thiết bị thông minh trong nhà có thể giao tiếp được với nhau, bất kể là trợ lý ảo hay là thương hiệu nào đi chăng nữa. Và trong năm 2022 thì dự kiến hơn 100 sản phẩm Smart Home sẽ được đồng bộ hóa với tiêu chuẩn này. Công nghệ tiếp theo mà mình thực sự rất là quan tâm trong năm tới đó chính là về Metaverse và NFT. Nhưng mà mình cũng cần phải thật lòng với các anh em rằng là mình cũng chưa tưởng tượng được ra hết tất cả những cái gì mà Metaverse và NFT đem lại cho người dùng. Hiện tại thì mình vẫn còn đang khá là mơ hồ, chỉ là mình bắt gặp quá nhiều những thông tin xung quanh chúng, cả trên trang báo công nghệ nước ngoài mà mình hay đọc cho đến những cái trang báo liên quan đến tài chính kinh tế. Và các thông tin mà mình đọc được bây giờ ấy, nó vẫn còn đang khá là nhỏ lẻ, mang tính cục bộ, chứ mình cũng chưa tưởng tượng được ra là cái bức tranh toàn cảnh của nó như nào. Nhưng mà dù vậy thì công nghệ này nó cũng mang lại những cái cảm xúc nhất định cho mình. Mình thực sự tò mò xem rằng là bản chất vì sao mà rapper Eminem và rất nhiều những người nổi tiếng khác sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn đô la để mà mua một chiếc du thuyền không có thật. Chắc chắn rằng ở đây sẽ là một công nghệ của tương lai, không sớm thì muộn. Bản thân Facebook cũng chính thức đổi tên thành Meta sau khi xuất xưởng 10 triệu chiếc tai nghe thực tế ảo, cùng với số lượng giao dịch tiền và những vật phẩm NFT liên tục tăng. Mà không chỉ riêng Facebook đâu nha, các tập đoàn lớn khác ví dụ như Google, Apple hay là Microsoft đều đang đổ tiền để mà nghiên cứu những ý tưởng và phát triển các sản phẩm thực tế ảo đầy hứa hẹn trong năm 2022 tới. Công nghệ tiếp theo mà mình thực sự rất là quan tâm và mình cá rằng là rất nhiều anh em ở đây cũng quan tâm giống như mình, đó chính là về xe điện. Mình là một người lái xe cũng đã lâu rồi, nhưng mà thực tế ra là mình không ham xe, mình không ham xe xăng. Nhưng mà kể từ khi mà mình được nhìn những chiếc xe điện dần dần ra mắt nhiều hơn nữa ấy, thì mình thực sự có một cái cảm xúc dành cho chúng. Bởi vì xe điện ấy, nó cũng như là một sản phẩm công nghệ vậy. Năm 2021 vừa rồi, nó là một năm vô cùng quan trọng dành cho xe điện. Và mình nghĩ rằng cái xu hướng này nó sẽ còn bùng nổ hơn trong năm 2022 tới. Chúng ta cùng nhìn lại trong năm 2021 nhé. Riêng Tesla đã bán ra 936.172 chiếc xe điện, tăng 87% so với cả năm 2020. Song song với đó là hàng loạt các chính sách giúp thúc đẩy thị trường tiêu thụ xe điện. Ví dụ như chính sách cắt giảm khí thải, buộc các hãng ô tô phải chuyển hướng tăng lượng xe điện bán ra để mà tránh bị phạt bởi những cơ quan giám sát của EU, hay là các chính sách hỗ trợ cắt giảm thuế phí khi mà đi mua xe điện. Không nói đâu xa chứ ngay tại nước mình này, từ đầu năm sau, thuế xe điện nó sẽ giảm từ 25% xuống còn 3% thôi. Thậm chí rằng là một vài nước trên thế giới sẽ cấm bán ô tô chạy xe xăng vào năm 2030. Và với tất cả những sự hậu thuẫn và thúc đẩy đó của chính phủ thì hàng loạt những hãng ô tô đã sẵn sàng để mà chạy theo cơn sốt xe điện này. Hiện tại thì khi mà nói đến những xe điện thì anh em thường sẽ nghĩ ngay đến Tesla. Nhưng mà trong năm nay, các ông lớn khác ví dụ như là BYD này, với chiếc SUV đầu tiên của mình mang tên là BYD EX này, Hyundai thì với chiếc IONIQ 5, chiếc xe được cho là có thể đi 100 km chỉ với 5 phút sạc, hay là chiếc xe tải điện mới ra mắt của Ford, F-150 Lightning cũng đã nhận được 2.000 đơn đặt hàng ngay sau đơn order đầu tiên. Rồi thì ngay tại Việt Nam thì VinFast cũng đã tung ra loạt 5 mẫu xe điện mới rất là hứa hẹn. Và anh em ThinkView thì đã ngay lập tức góp tiền mặt để mà đặt ngay một em VinFast VF8. Bao giờ xe về thì chúng mình sẽ gửi đến anh em những cái trải nghiệm ban đầu nhá. Tiếp theo, về laptop. Cái này thì không thể thiếu rồi. Tại CES 2022 thì chắc là anh em cũng đã thấy rằng là các hãng laptop và vi xử lý chơi trội như nào rồi đúng không? AMD 6000 Series có cả đồ họa RDNA2 mạnh mẽ hơn, Intel Gen 12 nhân to nhân nhỏ cải tiến hoàn toàn so với cả trước đây.
Rồi Apple M Series chắc chắn sẽ còn tiếp tục ra mắt thêm những phiên bản mới trong năm nay. Tất cả sẽ đưa hiệu năng của laptop lên một level mới. Cùng với đó là rất nhiều những công nghệ cao cấp sẽ được phổ cập, ví dụ như là Must Switch giúp bung hết FPS trong game, hay là màn hình OLED, Mini LED cũng sẽ sớm được phổ cập trong thời gian tới. Quá là nhiều những thứ được nâng cấp trong năm nay. Thêm vào đó thì các hãng laptop cũng đầu tư vào những yếu tố sáng tạo trong những sản phẩm của mình. Ví dụ như Dell XPS Plus có trackpad tàng hình này, ROG Flow Z13 chiếc gaming tablet mạnh mẽ nhất trên thế giới, Zephyrus Duo 16 có hai màn hình tràn tạo thành không gian hiển thị lớn để mà giúp cho anh em thỏa sức tương tác với dễ dàng hơn. Và còn rất nhiều những dòng máy sáng tạo nữa sẽ đến tay người dùng chỉ trong vòng 1 cho đến 2 tháng nữa. Và cuối cùng, smartphone. Và cụ thể ở đây thì mình đang muốn nói đến smartphone, màn hình gập. Trong năm 2021 thì doanh số bán điện thoại gập của Samsung đã tăng gấp 4 lần so với cả năm ngoái. Kéo thơm thế này mà các hãng không nhảy vào sâu xé thì mới là lạ đấy anh em nhỉ. Mà trên thực tế thì không chỉ có Samsung không thôi đâu nhá, mà Huawei hay là Oppo cũng đã bước chân vào thị trường này rồi. Và mình thực sự rất là ấn tượng với cả chiếc Oppo Find N. Và khi mà mình cầm trên tay chiếc máy đó, mình mới bắt đầu cảm nhận được rằng là cái màn hình gập nó sẽ đi vào thực tế trong tương lai. Bởi vì cái chiếc máy này nó có khuôn hình rất là hợp lý, cầm nắm hợp lý, thậm chí rằng nó còn không có nếp gấp cơ. Hiện tại thì các hãng smartphone vẫn còn đang nằm trong cái giai đoạn là educate người dùng về tính hữu dụng của một chiếc điện thoại màn hình gập. Và sau vào khoảng là vài năm educate thì doanh số X4 của Samsung chính là câu trả lời cho thấy rằng là người dùng đã chấp nhận một chiếc máy gập ra gập vào. Và có lẽ rằng là bây giờ chúng ta nên đợi Apple chốt hạ, đợi đến khi nào mà Apple ra mắt một chiếc iPhone foldable ấy, thì mình nghĩ rằng là khi đó điện thoại màn hình gập nó sẽ trở thành một thứ gì đó bình thường trong cuộc sống hàng ngày của người dùng. Bởi vì Apple luôn có một khả năng, đó chính là chuẩn hóa mọi thứ mà. Ok, và đó chính là tất cả những công nghệ mà ThinkView sẽ theo đuổi trong tương lai. Hy vọng rằng thông qua video này thì anh em chúng ta sẽ có thêm những cái hiểu biết về những xu hướng công nghệ trong năm tới, cũng như là bây giờ chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị hơn cho tương lai. Và anh em có thể là theo dõi những thông tin đó ở trên website thinkview.vn nhé. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy thích video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.